Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe Fuji mang thương hiệu Nhật. Và rất nhiều các bác hỏi em về những cái dòng xe Nhật, thì nay em về được một chiếc xe Fuji. Fuji là từ viết tắt của Phú Sĩ, đến từ thương hiệu Nhật rất nổi tiếng rồi. Các bác dùng trong những cái đồ cá nhân trong gia đình, thường thì gắn bó những cái nồi cơm hay tủ lạnh, thường là của hãng của dòng Fuji thương hiệu Nhật từ ngày xưa đến bây giờ. Thì nay em về một chiếc xe đạp hiệu Fuji New Quiz 2.0 với cái tông màu chủ đạo là tông màu trắng ngọc, tức là màu trắng sữa, hơi ngà ngà một chút. Và xe được trang bị với càng carbon Group Sora. Và bây giờ xin nói cho mọi người chiếc xe. Vâng, thì rất lâu rồi em về một cái chiếc xe đạp mà xe đua rồng đốt dòng thương hiệu Fuji, thương hiệu Nhật, dành cho những bác ưa thích những cái dòng xe Nhật chính hiệu. Model của xe là model New Whip 2.0. Xe làm từ hợp kim nhôm. Xe có màu trắng sứ không nhá, màu trắng sữa. Tổng thể xe đánh giá là tầm 85% xe. Tuy có một vài vết sức nhỏ trên khung xe thôi, nhưng tổng thể xe còn rất là đẹp. Đây là một thương hiệu đến từ Nhật, hãng Fuji rất là nổi tiếng rồi. Thường vì những bác dùng đồ Nhật bãi cá nhân trong gia đình thì thường là có hãng của dòng Fuji. Khung nhôm. Đây là vết xe chính hãng của quốc tế của dòng Fuji Bike.com. Cũng lâu rồi không về một chiếc dòng xe đua Fuji hiệu Nhật như vậy. Tem đỏ cũng còn trên xe. Cổ phốt đầu của Bosscher, thương hiệu của Mỹ, ghi đông chính hãng của Fuji, ghi bản theo xe. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora. Bên tay trái em, với tay phải em trang bị với bộ tay lắc chính hãng của Sora, cái tầng đĩa. Đằng trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Sora. Và dòng xe Fuji này được trang bị với cặp càng carbon FC770, chính hãng nguyên bản theo xe của Fuji luôn nhá. Càng carbon chính hãng của Fuji. Vành nhôm hai lớp nguyên bản theo xe. Căm e-lock, căm rất sáng và bóng các nhìn đây. Căm này giúp cho bác đi những cái thương những cái dòng mà đường trời mưa hoặc đi ướt thoải mái nhá. Không bị sợ rỉ sét. Nó chỉ bám bẩn bên trên này thôi, các bác phải lấy giấy ráp hoặc là lấy vải lau qua là sáng ngay. Đấy, rất là cao cấp. Đấy, rất sáng và bóng. Nó mang một chút cái gì đó rất là cổ kính luôn nhá. Hơi cổ điển một chút. Thường thì những dòng thương hiệu Nhật thì nó hơi mang một chút động chút cổ điển. 700 x 23C kích thước lốp. Kích thước lốp cơ bản của dòng xe đua. Đa số em về những dòng xe đua cuộc của những dòng thương hiệu Fuji thường được mang một led thì nó rất là cổ điển, được thiết kế bộ khung cho đến là cặp vành và lan hoa. Những thương hiệu Fuji này nó ra đời từ rất là lâu rồi. Để em xem là trên khung xe nó có năm ra đời của xe không. Đây là cái năm ra đời của dòng Fuji. Làm năm 1899 single. Đây là núi Phú Sĩ, là biểu tượng của núi Phú Sĩ đây. Fuji là Phú Sĩ. Cọc yên chính hãng của Fuji là hợp kim nhôm alloy. Yên Fuji nguyên bản theo xe. Và chiều cao đứng của khung xe thì đây nó có hiện thể hiện rõ trên các tem xe đây. Fuji size 46, size S. Theo các bác là từ 1m6 đến trên 1m7. Một chiều cao khá là lý tưởng. Và tôi xem một xe đạp thể thao rất là phù hợp với các bác. Đùi đĩa FSA. Đùi đĩa thương hiệu Mỹ của FSA. Củ đề sau là củ đề Shimano Sora.
trang bị với 9 tầng lip. Lip còn rất là mới. Đằng sau trang bị với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Sora. Vành nhôm 2 lớp nguyên bản theo xe. Đằng sau cũng trang bị với cam e-lock rất sáng và bóng. Sử dụng lốp 700x23C. Và hầu như những dòng xe thường em thường thấy, theo em được đánh giá thường thấy cái dòng Fuji thương hiệu Nhật thường thì xuất hiện những cái hầu như là những cái dòng xe màu sáng, dòng màu sáng nhất là cái màu trắng, trắng đen. Đấy là đấy, cái đánh giá riêng em. Hầu hết là những dòng Fuji này, dòng xe đua đến xe touring là đều trang bị cái tông màu rất là sáng, tông màu trắng, trắng đen. Đúng cái tông màu của bên Nhật, tông màu trắng và đỏ. Và bây giờ xin mời anh chi tiết hoạt động của xe. Vâng, xe trang bị với 9 tầng lip. Lên lip. Xuống lip. Vâng. Chuyển động rất là mượt mà trơn tru các nhá. Trang bị với group chính hãng của Shimano Sora. Bên phải em mà trang bị với 2 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng. Rất trơn tru và mượt mà. Rất là bon. Tổng thể xem đánh giá trên 85%, 85%. Tuy có một vài vết xước nhỏ nhưng nó khung xe rất là mờ thôi. Nhưng trong quá trình sử dụng không phải tránh khỏi rồi. Nhưng tổng thể xe cũng rất là đẹp. Vì đây là cái mẫu Fuji của thương hiệu Nhật rất là lâu đời rồi. Trang bị với khung nhôm cả carbon, group Shimano Sora, model là Swift, New Swift 2.0. Và vừa anh đã tổng thể xong chiếc xe Fuji hiệu Nhật model New Swift 2.0, trang bị với khung nhôm càng carbon, group Shimano Sora. Và xe là rất tốt, bên em là 8.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có lòng quan tâm đến này, em qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, đến đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại trong ngày mai.